Hạt kín. Đặc điểm của thực vật hạt kín. Chúng ta đã biết và quen thuộc với nhiều cây có hoa như cam, đậu, ngô, khoai, vân vân. Chúng cũng còn được gọi chung là những cây hạt kín. Tại sao vậy? Chúng khác với cây hạt trần ở đặc điểm quan trọng gì? Từng nhóm 2-3 người hãy quan sát cây của nhóm mình đã chuẩn bị trước và ghi nhớ các đặc điểm. A. Cơ quan sinh dưỡng. Thứ nhất là thân. Dạng thân. Thân gỗ hay thân cỏ. Kích thước. To, nhỏ hay trung bình. Thứ hai là lá. Cách mọc. Kiểu lá. Là lá đơn hay lá kép. Kiểu gân lá. Thứ ba là rễ. Nếu có thể, hãy nhổ một cây con quan sát rễ, xác định kiểu rễ, rễ cọc hay rễ chùm. B. Cơ quan sinh sản. Thứ nhất là hoa. Cách mọc. Đơn độc hay thành cụm. Thứ hai là đài. Màu sắc của đài. Thứ ba là tràng. Màu sắc, cánh hoa rời hay dính. Thứ tư là nhị. Đếm số nhị. Thứ năm là nhụy. Dùng dao cắt ngang bầu nhụy để xem noãn ở đó. Noãn nhiều hay ít hay chỉ có một. Ở hoa, các lá noãn khép kín thành bầu, mang noãn bên trong. Do đó khi tạo thành quả thì hạt do noãn biến thành cũng được nằm trong quả. Hạt như vậy gọi là hạt kín. Lấy một quả để kiểm tra lại điều trên. Trao đổi giữa các nhóm hoặc quan sát thêm một số cây khác như cây dâm bụt, cây đậu, cây cải, cây ổi, cây bưởi, cây cà, cây bí ngô, cây huệ, cây lay ơn, vân vân. Sau đó lập thành bảng. Ví dụ, các em kể một bảng gồm có 5 hàng và 9 cột. Hàng thứ nhất, cột thứ nhất, số thứ tự. Cột thứ hai, cây. Cột thứ ba, dạng thân. Cột thứ tư, dạng rễ. Cột thứ năm, kiểu lá. Cột thứ sáu, gân lá. Cột thứ bảy, cánh hoa. Cột thứ tám là quả, mở ngoặc nếu có, đóng ngoặc. Cột thứ chín, môi trường sống. Hàng thứ hai, cột thứ nhất, số 1. Cột thứ hai, bưởi. Cột thứ ba, gỗ. Cột thứ tư, cọc. Cột thứ năm, đơn. Cột thứ sáu, hình mạng. Cột thứ bảy, rời. Cột thứ tám, mọng. Cột thứ chín, ở cạn. Hàng thứ ba, cột thứ nhất, số 2. Cột thứ hai, đậu. Cột thứ ba, cỏ. Cột thứ tư, cọc. Cột thứ năm, kép. Cột thứ sáu, hình mạng. Cột thứ bảy, rời. Cột thứ tám, khô, mở. Cột thứ chín, ở cạn. Hàng thứ tư, cột một, số thứ tự thứ ba. Cột hai, huệ. Cột ba, cỏ. Cột bốn, chùm. Cột năm, đơn. Cột sáu, song song. Cột bảy, dính. Cột chín, ở cạn. Hàng thứ năm, cột một, số 4. Cột 2, bèo tây. Cột 3, cỏ. Cột 4, chùm. Cột 5, đơn. Cột 6, hình cung. Cột 7, dính. Cột 9, ở nước.
Từ bảng trên, hãy nhận xét sự đa dạng của các cây có hoa. Qua bài học này, các em cần nắm vững. Hạt kín là nhóm thực vật có hoa. Chúng có một số đặc điểm chung như sau. Cơ quan sinh dưỡng phát triển đa dạng. Rễ cọc, rễ chùm, thân gỗ, thân cỏ, lá đơn, lá kép. Trong thân có mạch dẫn hoàn thiện. Có hoa, quả, hạt nằm trong quả. Trước đó là noãn nằm trong bầu. Là một ưu thế của các cây hạt kín, vì nó được bảo vệ tốt hơn, hoa và quả có rất nhiều dạng khác nhau. Môi trường sống đa dạng, đây là nhóm thực vật tiến hóa hơn cả. Câu hỏi về nhà. 1. Đặc điểm chung của thực vật hạt kín. 2. Giữa cây hạt trần và cây hạt kín có những điểm gì phân biệt, trong đó điểm nào là quan trọng nhất? 3. Câu hỏi có ngôi sao. Vì sao thực vật hạt kín lại có thể phát triển đa dạng phong phú như ngày nay? 4. Kể tên 5 cây hạt kín có dạng thân, lá hoặc hoa, quả khác nhau. Em có biết thực vật hạt kín có khoảng 300.000 loài, chiếm 4/7 tổng số loài thực vật hiện biết. Trong đó, ở Việt Nam có khoảng trên 10.000 loài. Bèo tấm là cây hạt kín bé nhất và đơn giản nhất. Cơ quan sinh dưỡng chỉ là một phiến nhỏ, mỏng, màu lục với một rễ. Cây nong tằm ở Nam Mỹ có lá khổng lồ, đường kính tới hơn 1 mét, trông như một chiếc nong nổi trên mặt nước.